nào là trung thần? Nào các ái khanh, mau cùng ta nâng ly nào. Tâu bệ hạ, rượu này có vị ngon quá, thơm nồng, khác hẳn với loại rượu mỗi khi của hoàng cung. Ông không biết là bệ hạ của chúng ta có tài thẩm rượu sao? Bệ hạ đã từng uống biết bao nhiêu loại rượu quý trên đời. Chúng ta sống trong tầm thường, làm sao có được vị giác thần diệu như của người? Đúng vậy, uống rượu ngon, lại nghe mỹ nữ múa điệu nhạc tình, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Dạ, các khanh cứ quá khen, rượu này là cống phẩm từ miền Hà Nam, nơi đó trồng được loại gạo ngâm rượu ngon nước tiếng. Nghe lời bệ hạ, ta đã phải cất công dặn dò quan tổng trấn Hà Nam phải coi việc trồng lúa thật cẩn thận. Từ lúc chọn giống, gieo mạ, chăm sóc rồi gặt hái, mẻ nào không đạt chuẩn của bệ hạ là phải dứt đi lấy mẻ khác ngay. Được bình rượu ngon như hôm nay, hồng ân của bệ hạ trao các vị chẳng đếm xuể đâu. Phải là công của tổng quản mới đúng. Tổng quản đã hao tâm tổn sức để thực hiện lời ta. Được hưởng lây cái diễm phúc của bệ hạ, thật là phước đức tổ tiên chú thần để lại. Muôn tâu bệ hạ, thần nghe nói dân vùng Hà Nam năm vừa rồi mất mùa đói kém, vậy mà họ vẫn có thể dành cho bệ hạ những mẻ gạo nấu rượu thơm ngon như vậy, quá là đáng quý. An Dương đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì? Mọi người đang vui vẻ hưởng thụ bữa tiệc, ngài buông lời ấy quả không hợp tình hợp lý chút nào. An Dương đại nhân lâu nay vốn thích những luận điểm đi ngược đám đông, liệu có phải khi nãy khanh vừa cạnh khóe gì trẫm? Ê, xin bệ hạ chớ nghĩ ngợi, thần chỉ muốn nói chồng chén rượu mà chúng thần vừa nhấp môi có ân tình sâu nặng của vùng Hà Nam mà thôi. Gạo chẳng biết có đủ ăn không, nhưng vẫn phải cống nạp cho triều đình. An Dương, ngài bớt nói lại một chút đi. Phải đấy, nhìn bệ hạ tức giận đến tái mặt đi kìa. Đang tiệc vui, ngài việc gì phải nói những câu trái khuấy? Cứ nương theo bệ hạ, tát nước theo mưa, có phải là sống yên bình không? An Dương, khanh trách trẫm buông tuồng, làm khổ dân chúng sao? Xin bệ hạ xa tội, thần quả thực không dám có ý đó. Nhưng nếu bệ hạ có dịp gặp trực tiếp quan tổng trấn Hà Nam và nghe ông ấy trần tình, người sẽ hiểu mọi gian khổ vùng ấy đang phải gồng gánh. Tổng quản, sao ngươi đi gặp tổng trấn Hà Nam mà không nói với trẫm chuyện vùng đó năm vừa rồi bị mất mùa chứ? Bẩm bệ hạ, thần xưa nay vốn chỉ trung thành với mệnh lệnh của người. Người sai bảo gì, thần đều làm bằng được thứ ấy, nào dám khác biệt một lời ạ. Trẫm biết ngươi được việc nhanh nhẹn, chẳng có gì là ngươi không làm được. Nhưng ngươi đã thấy lão thần An Dương hôm nay châm chọc trẫm hay chưa? Tâu bệ hạ, lão già An Dương ấy xưa nay cậy mình là đại thần, lập công với tiền triều, là cánh tay phải của tiền đế, nên chẳng coi người ra gì. Người đừng để ý lời lão ta nói ạ. Chỉ có thần là coi người như cha mẹ, người nói gì thần đều nghe và làm theo răm rắp, không bao giờ trái lệnh ạ. Trách người thì cũng khó, ta vẫn là dẫn lão An Dương ấy, mang tiếng là trung thần của triều đình, nhưng hết lần này đến lần khác chọc ngoáy, cạnh khóe bóng gió ta, mà ta chẳng thể làm gì được lão. Bấm bệ hạ, thế sao gọi là trung thần được ạ? Người nghĩ thử xem,
người là bậc thiên tử, thiên hạ này là của người, quyền sinh quyền sát trong tay người. Đã là con dân, là đại thần của người, người bắt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, để thì im, gọi thì thưa, vậy mới là trung thần à. Mau triệu An Dương tới đây, ta muốn hỏi lão cho ra lẽ. Bấm, bắt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, để thì im, gọi thì thưa à. Đúng, có người nói với ta, như vậy mới là trung thần. Theo khanh, thì điều ấy có đúng hay không? Bẩm, thần tạm thời chưa có câu trả lời, thưa bệ hạ. Chưa có câu trả lời, khanh cảm thấy mình không được như vậy, nên cảm thấy xấu hổ đúng không? Tâu bệ hạ, thực ra làm sao? Sao khanh cứ ngập ngừng mãi vậy? Thực ra chuyện đó cũng không có gì quan trọng, mà thần đang nghĩ đến chuyện khác cả. Chuyện gì? Khanh mau nói đi. Tâu bệ hạ, được biết người vốn thích thưởng trà, nhân dịp trầm giữa tháng tới, thần muốn kính với bệ hạ đến cùng thần uống một chén trà ngon và ngắm trăng nơi vách núi sâu dinh thất của thần. Sao bỗng dưng ông ta lại muốn mời ta thưởng trà, trong khi ta đang muốn bắt bẻ ông ta về trung thần nhỉ? Chẳng biết vị lão thần này lại có trò gì đây. Được, nếu khanh đã có lòng, ta đây cũng không nỡ từ chối. Tạ ơn bệ hạ. Chà, An Dương đại nhân quả là biết thưởng thức thú trà tao nhã. Bệ hạ quá khen, đây chỉ là nơi thần suy nghĩ về câu hỏi của người lần trước thôi ạ. Vậy là khanh vốn không định lờ đi chuyện đó mà suy nghĩ nó cho đến ngày hôm nay sao? Bẩm bệ hạ, người phải đến đúng chỗ, thần mới có thể cho người câu trả lời. Bẩm bệ hạ, đây chính là trung thần của người. Cái bóng này là trung thần của ta, khanh có trêu đùa ta không vậy? Người hãy thử hét vào vách núi kia đi. Hét vào vách núi ư? Để làm gì chứ? Người cứ làm theo thần nói đi ạ. Ha! Ha! Bẩm, tiếng vàng đó cũng chính là trung thần của bệ hạ. Khanh muốn ám chỉ cái gì? Tâu bệ hạ, bắt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, như thế khác gì cái bóng? Để thì im, gọi thì thưa, như thế khác gì tiếng vang? Chỉ có cái bóng và tiếng vang của chính mình mới phục tùng mình như vậy thôi. Ta đã gọi là trung thần, thì khi vua có nhầm lỗi phải tìm cách can ngăn. Trên thành thực một lòng, dưới không a vua kéo bè kết đảng, như thế mới là trung thần. Người nào mà ngôn ngữ, hành vi đã theo mình như cái bóng, như tiếng vang, một là người ngu xuẩn, hai là xiểm nịnh. Quan tổng quản theo người đã lâu, hắn muốn được việc cho người, để người khen ngợi, được bổng lộc, nhưng hắn chẳng màng đến cảnh dân khốn khó. Nhân dân chúng mới chính là gánh nặng của bệ hạ. Họ no ấm thì thiên hạ của bệ hạ thái bình, họ đói khổ sớm muộn gì cũng có tai họa. Người ngu xuẩn kém cỏi không nên việc,
người xiểm định chiều mình để kiếm lợi. Hai hạng người ấy chẳng những không mong cậy gì được mà còn nguy hại. Bệ hạ hỏi thần, bắt cuối thì cuối, bắt ngẩn thì ngẩn, để thì im, gọi thì thưa, có phải trung thần hay không? Thì nay thần xin thẳng thắn trả lời, người trung thần không phải là hạng chỉ lay lắc chập chờn như cái bóng tiên gian. An Dương đại nhân, khanh quả không hổ danh là lão thần tiền triều, những lời khanh nói ta xin khắc ghi trong lòng. Con dân dục Hà Nam, ngay ngày mai ta sẽ đích thân tới đó xem xét và hỗ trợ họ lương thảo trong kho triều đình. Được nghe những lời này của bệ hạ, nửa đời người thần phục vụ cho triều đình không uổng phí. Bấm bệ hạ, trà đã ngấm rồi, thưởng thức bây giờ là ngon nhất đây ạ. Để ta xem, quả thực trà thơm quá. Người lính không cầm súng. Cậu lính mới, cậu đã đọc kỹ nội quy ở doanh trại này chưa? Dạ báo cáo chỉ huy, tôi đã đọc rồi ạ. Vậy thì súng của cậu đâu, sao không thấy đeo? Báo cáo, tôi có một nguyên tắc là sẽ không bao giờ cầm súng ạ. Không bao giờ cầm súng? Vậy lý do gì mà cậu ở đây? Ai cho cậu vào quân đội? Báo cáo chỉ huy, tôi là lính tự nguyện nên được phép lựa chọn cách phục vụ quân đội của mình ạ. À, quân đội Mỹ có luật đó thật. Chính vì thế mà kẻ nhát gan như cậu mới được có mặt ở đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Dos, lính mới của đội chúng ta. Cậu ấy đến đây là để cứu người, và cậu ấy là người vô cùng trong sạch, thiện lương, nên quyết sẽ không bao giờ cầm súng. Ôi, cậu ấy vào quân đội mà quyết không cầm súng sao? Chúng ta sẽ trông chờ gì vào con người yếu đuối này? Cậu hãy về nhà và núp vào váy của mẹ cậu ấy, đừng tới đây làm gì. Không bao giờ cầm súng mà đòi vào chiến trường, đúng là tâm thần. Ngày mai chúng ta sẽ tiến quân theo hướng này, tất cả dẫn theo kế hoạch cũ. Này Dos, mai ra quân trận đầu tiên cậu nhớ mặc theo bỉm và kẻo ướt quần nhé. Sông lên! Trời ơi, đồng đội của mình bị thương nhiều quá. Nếu không kịp cứu chữa, họ sẽ mất máu và chết mất. Phải cứu mọi người, hãy cố gắng lên nào. Trời ơi, Dos dám chạy giữa những làn đạn để cứu đồng đội của chúng ta đang bị thương kìa. Chúng ta có nhìn nhầm không đấy? Đúng là Dos rồi, nguy hiểm như vậy mà cậu ấy cũng dám làm sao? Cố lên nhé, tôi sẽ đưa anh xuống dưới kia. Ở dưới là người của ta rồi, anh sẽ được cứu. Tôi đau quá, tôi chết mất thôi. Đừng lo, anh sẽ được cứu. Đội cứu thương của ta đang ở dưới kia rồi, cố gắng lên nhé. Ai đó thả đồng đội bị thương của chúng ta xuống kìa, mau cứu người. Phải cứu thêm một người nữa. Nguy rồi, mảnh lựu đạn đã găm vào tận xương, nhưng có một chút nữa chắc không sao. Còn nhiều người bị thương quá, tùy tay đâu nhưng chân mình vẫn chạy tốt. Trời ơi, anh cũng bị thương rồi sao? Tôi bị trúng vào vai, mọi người đâu cả rồi. Phần lớn đồng đội của chúng ta đã bị thương và tử vong, số người bị thương tôi đã chuyển xuống dưới và cứu chữa được cả rồi. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu, kẻ địch sắp chiếm được toàn bộ khu này rồi. Dos, tôi sai rồi. Wada dù không cầm súng chĩa vào ai cả, nhưng đây chính là cách mà cậu chiến đấu. Cậu mau đi băng bó vết thương tay của mình lại đi. Đừng lo cho tôi, khi nào tất cả mọi người được an toàn, tôi sẽ xuống dưới và băng bó vết thương.
Bất chấp làn mưa đạn dày đặc, bất chấp vết thương, Doss liên tục chạy giữa những làn đạn để cứu đồng đội của mình. Anh đã cứu được 75 người, bao gồm cả vị chỉ huy của anh. Doss, nhanh lên! Quân địch sắp tấn công tới chỗ của cậu rồi đó! Hoan hô Doss! Cậu ấy dũng cảm quá! Doss chính là người hùng của chúng ta! Tôi có một tin rất vui. Doss sẽ được đích thân tổng thống trao tặng huân chương tại Nhà Trắng vào ngày mai. Hoan hô, Doss rất xứng đáng. Doss, cậu thật quả cảm. Chúng tớ đã nhìn xa về cậu rồi. Tôi đã quyết tâm tới đây là để cứu người mà. Tôi rất vui vì mình đã làm được điều ấy. Doss, tại sao cậu lại quyết tâm không cầm súng? Cậu làm chúng tôi tưởng rằng cậu rất nhát gan. Nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy ở chiến trường thì không phải vậy. Chuyện là trước đây gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa. Tôi cũng là một con chiên ngoan đạo. Nhưng có một lần... Chú im đi. Chú đừng có nói nữa. Từ trước tới nay, anh và chú không bao giờ có thể nói chuyện được với nhau. Anh mới là người cần phải im. Anh không xứng đáng là anh trai của tôi. Lại chúa, bố và chú Eddie lại cãi giả rồi. Chú vừa nói gì? Chú chỉ là một thằng trẻ con dắt mũi chưa sạch thôi. Anh là một thằng tôi tin vào mấy thứ đạo dớ dẫn. Chú Eddie, trời ơi, anh bắn chết em trai của mình rồi đó. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Mình thề rằng sẽ không bao giờ mình cầm súng, dù là trong trường hợp nào đi nữa. Kể cả là cầm súng để bắn kẻ thù cũng không bao giờ. Chuyện là thế đó. Chỉ vì cầm súng mà trong lúc tức giận, bố tôi đã giết chết chú của tôi. Sau đấy ông đã phải dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Thì ra là vậy. Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu vì đã nghĩ sai cho cậu. Thưa chỉ huy, tôi không để ý đâu. Năm 1946, Doss được Tổng thống Mỹ Harry S. Truman trao huân chương danh dự cao nhất tại Nhà Trắng. Doss trở thành người hùng của quân đội. Người anh hùng ra trận nhưng phản đối chiến tranh và chưa một lần cầm súng. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về người lính Mỹ Desmond Doss xảy ra vào đầu thế kỷ 20. Một người lính Mỹ xung phong ra trận nhưng quyết không cầm súng. Vạch mặt mẹ chồng. Trời nắng, chợ xa, mà chỉ mua có một chút đồ. Ơ, kìa, mẹ để con làm cho ạ. Rau tươi phải nấu ngay, con cứ để lạnh là mẹ không có ăn nổi. Đồ trong siêu thị an toàn, mà thuận tiện mẹ ơi. Ngoài chợ vừa xa, sạch bẩn lại chẳng biết thế nào. Mới đi chợ được một hôm mà con đã kêu ca rồi. Mua được bát cháo, chạy ba quãng đồng. Hai đứa đi nghỉ một chút đi, cho cô Bin còn ngủ trưa nữa. Về ăn uống, mẹ đã không bàn nữa. Nhưng sinh hoạt của thằng Bin thì phải khoa học. Hai đứa nghe mẹ nói gì không đấy? Dạ. Mẹ nói đúng đấy em ạ. Con vừa nằm là ngủ say luôn. Cứ để chơi tùy ý, sẽ làm thằng bé hư đấy. Anh có nghe giọng điệu mẹ nói với em hay không? Có gì đâu, sao em cứ làm quá lên vậy? Mẹ, kiểu mẹ cứ xét nét em á. Anh đón em đi chơi nha, nghe vợ càm ràm lại thấy khó chịu quá. Anh qua luôn đi, em sẽ diện bộ cánh mà anh thích nhất. Phải tranh thủ đổi chiếc váy hàng hiệu mới được. Nhìn vợ anh cũng không đến nổi, mà sao anh chán chị ta vậy? Ngày trước cô ấy biết lắng nghe, nhưng gần đây mẹ anh nói gì cũng để bụng và cằn nhằn, như cái máy được lập trình chế độ tự ái với mẹ chồng vậy. Mẹ anh cũng không thích chị ta sao? Người già ai chẳng khó tính. Giá mà cô ấy cứ như xưa, biết điều như em bây giờ thì tốt rồi. V-
Vậy thì anh đã chịu bỏ vợ để lấy em chưa? Đã thỏa thuận. Em không được can thiệp vào chuyện nhà anh cơ mà. Đừng có làm anh mệt mỏi. Em biết rồi, em vẫn ngoan mà. Được rồi, em muốn mua gì nữa? Ôi trời, về thôi anh ơi, em thấy hơi chóng mặt đó. Mình phải là vợ của anh ta thì mới có số tài khoản kết xù đó. Mẹ lên, sao không gọi cho con ra đón mẹ? Hôm trước, mẹ con đã nói, con không nhớ gì sao? May mà có bà còn nhớ, chứ con rể thì bận, con gái lại đáng trí như vậy. Dạo này con hay quên quá à. Hey, bảo sao tôi khó tính, tôi coi nó như con gái của mình, nên mới hay cằn nhằn bà ơi. Con Phương về đây là phúc của nó, thiếu sót gì bà cứ dạy bảo giúp cho tôi. Tôi đi đón thằng Bin về cái đã. Ấy chết, nay con Phương về sớm, bà để cho nó đi đi. Phải đích thân đón cháu, bà mới yên tâm mà. Con chưa tròn phận làm dâu, đừng chê mẹ chồng hà khắc. Mẹ không hiểu được đâu. Ai nhắn tin thế nhỉ? Đã đến lúc chồng chị là của tôi rồi. Thì ra đây là lý do anh lạnh nhạt với em đó hả? Anh không có ý gắn bó gì hết. Nếu em bỏ qua, anh sẽ chấm dứt chuyện này. Nếu em không bỏ qua thì sao? Có với nhau một mặt con rồi, em định làm gì? Anh quen cô ta chơi bời, em nghe em không hiểu hay sao chứ? Cô ta có thai rồi, anh còn nói là không sâu nặng hả? Có thai ư? Mà kể cả vậy thì chỉ là việc ngoài ý muốn. Em có biết vì sao bạn lại qua lại với cô ta không? Em đã nhìn lại mình chưa? Mấy hôm nó cứ lầm lì, ra là cháu nhắn tin sao? Đợi bác sang kể đầu đuôi cho bác. Thì ra mẹ hay ra ngoài về muộn là để tẩm bổ cho con dâu tương lai của mẹ. Cô ta liên lạc với bà để tìm đồng minh á. Có mỗi việc đón cô Bin mà con cũng quên thấy hả? Bin là con của con, cũng là cháu trai của mẹ đấy ạ. Đành rằng mẹ không ưa con, nhưng mẹ cũng phải đứng về phía cháu nội chứ. Mẹ lại còn cân nựng cô ta. Con biết rồi thì càng tốt. Mai các con về sớm, mẹ đã hẹn cô ấy tới nhà rồi. Mẹ! Con đừng làm rối mọi chuyện nữa, kẻo thiên hạ cười vào mặt mình cho đấy. Cô ta dám thách thức như vậy là do bà bên vực. Tôi hận bà. Cháu ngồi cẩn thận nha. Bác còn thương con hơn cả anh Huy nữa đấy ạ. Mẹ sợ con mệt nên đã qua đón em đó. Chuyện đã rồi, con cần quyết định Huy ạ. Giữa hai đứa con chỉ được chọn một mà thôi. Phương à, sao con không lên tiếng? Con sẽ ly dị, cho mẹ đón con dâu mới về. Đúng ý của mẹ rồi đúng không mẹ? Con đạp em nè. Chắc sắp được về với bà và bố nên nó vui đó. Mẹ thấy cần phải như vậy, dù gì anh nó cũng mang thai rồi mà. Nhưng đó chỉ là sự cố, anh không muốn ly hôn. Là người đàn ông lại không dám chịu trách nhiệm. Con hết yêu vợ rồi thì hãy trả tự do cho nó đi. Hôm trước anh còn thách thức em nữa cơ mà. Lúc ấy anh mang con ra là bình phong. Anh nghĩ chỉ cần lớn tiếng là em sẽ sợ. Cô ta có bầu là việc ngoài ý muốn thôi. Con tính sao thì tính, dù sao anh cũng sắp sinh thêm rồi, Phương nuôi cô Bin là hợp lý rồi. Thì ra mẹ đã sớm tính toán như vậy rồi. Nhưng mà toàn bộ tài sản phải để cho mẹ con của con Phương. Bác ơi, thế là sao ạ?
của chồng công vợ. Con Phương đã hy sinh rất nhiều, nó xứng đáng thừa hưởng. Còn cháu đến sau, không thể nhận phần của người trước làm ra. Bác đã chấp nhận là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, trước khi trở về làm vợ của thằng Huy á, bác muốn cháu xem cái này đã. Cô định dùng cái thai này để lừa tiền tôi sao? Anh đã xét nghiệm rồi còn gì? Đứa bé thật sự là con của anh mà. Còn tôi thì cũng đừng mơ chiếm cái nhà này. Cô có phải mũi không mà cứ hút máu người khác thế? Nhưng mà em biết đi đâu bây giờ? Đây chắc chắn là video ngụy tạo, là chị dựng ra chuyện này. Anh ơi, anh nghe em giải thích đã. Bác ơi, cháu bị oan mà bác. Cái thai là con của người đó. Con yêu cô ấy đến mức sẽ nuôi cả con của người ta hay sao? Đi ra khỏi nhà tôi. Gậy ông đập lưng ông. Tôi chỉ sử dụng trò cô đã dùng với con dâu của tôi thôi. Mời cô đi giùm cho. Con đã trách nhầm mẹ rồi. Con hãy nhận lỗi với vợ con đi. Đừng đổ lỗi cho người khác về sai lầm của mình nữa. Anh xin lỗi. Anh cần mẹ, em và con. Hãy tha lỗi cho anh. Con ơi, Huy nó sai nhưng đã biết quay đầu. Mong con cho nó cơ hội sửa chữa lỗi lầm này. Hạnh phúc của mình thì mình cần phải nắm giữ con ạ. Thôi, mẹ đi đón cô Bin về đây. Tối nay mình ra ngoài ăn ha.